Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, hy vọng các bạn đã có một ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Không biết có phải năm nay là năm rồng hay không mà năng suất công bố các loài khủng long mới của các nhà cổ sinh vật học trên thế giới bỗng nhiên tăng mạnh. Năm ngoái phải mất 6 tháng đầu năm thì họ mới công bố được 9 loài mới, nhưng năm nay chỉ mất có 3 tháng đầu năm thì đã có đến 13 loài khủng long mới được công bố, một con số hết sức tuyệt vời. Không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ hãy cùng Mê Khủng Long TV điểm qua danh sách 13 loài khủng long mới của quý 1 năm 2024 để xem chúng là những loài nào và đến từ đâu nha. Dù các bạn sẵn sàng hay chưa sẵn sàng thì chúng ta cũng bắt đầu thôi. Cydosaura mare. Chúng ta mở đầu năm mới 2024 bằng một loài khủng long có cái tên rất hay và nữ tính, Cydosaura mare. Cyder bắt nguồn từ tiếng Latin Cyderis, có nghĩa là ngôi sao, và Sora là giống cái của Saurus. Tên loài mare dùng để vinh danh người xử lý hóa thạch Mara Ripoli. Sở dĩ có cái tên này là bởi các mẫu xương phía dưới đốt sống đuôi của loài khủng long này có hình giống ngôi sao. Cydosaura mare là một loài có kích thước lớn thuộc họ Rapacisauridae, có thể thuộc tóc lớn nhất của họ này, ước tính dài đến 18-20m và nặng khoảng 15 tấn. Tyrannosaurus macriensis. Đã từ lâu chúng ta từng đặt câu hỏi về một loài khủng long bạo chúa thứ hai, và có lẽ câu trả lời đã đến vào đầu năm nay. Trong một nghiên cứu gồm nhiều nhà cổ sinh vật học hàng đầu hiện nay thì họ đã công bố hóa thạch một hộp sọ không nguyên vẹn được tìm thấy ở vùng đông nam bang New Mexico, từ lớp đá thuộc hệ tầng Hot Lake. Một chiếc hộp sọ này được cho là của một cá thể T-Rex, nhưng trong nghiên cứu mới thì các nhà cổ sinh vật học đã khẳng định đây là những gì còn lại của một loài khác thuộc chi Tyrannosaurus, và đã danh pháp cho nó là Tyrannosaurus macriensis theo địa danh Fort McMurray ở bang New Mexico. Tyrannosaurus macriensis được xác định qua những đặc điểm phát sinh loài khá tinh tế, chẳng hạn như hàm dưới của loài này nông hơn và cong hơn về phía sau, mẫu xương phía trên mắt thấp hơn nếu so với T-Rex. Ngoài ra thì chúng đến từ lớp đá có niên đại cổ hơn của T-Rex khoảng 4-6 triệu năm. Mặc dù vậy thì vẫn có một số tiếng nói nghi ngờ đối với loài khủng long bạo chúa thứ hai này. Ganditaiton carbocoditus. Argentina gọi, Mỹ gọi thì Trung Quốc cũng lên tiếng trả lời. Loài thứ ba của năm 2024 là Ganditaiton carbocoditus, một chi khủng long hộ Pháp có kích thước trung bình, dài khoảng 14m, đến từ hệ tầng Châu Điền, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Gandhi có nghĩa là cám địa, tên liên quan đến vùng đất Cám Châu nơi hóa thạch được tìm thấy. Còn Titan thì lấy từ các vị thần hộ Pháp trong thần thoại Hy Lạp. Tên loài Carbocoditus có nghĩa là đuôi có hốc, ám chỉ những cái hốc nằm trong đốt sống đuôi của con khủng long này. Nó thuộc nhóm khủng long hộ Pháp Titanosauria, có họ hàng gần với những Titanosauria gốc ở Đông Á và Nam Mỹ. Eoneophron infernalis. Trong nghiên cứu về khủng long thì không thiếu những phát hiện kiểu không ngờ luôn á. Và Eoneophron infernalis là một trường hợp điển hình. Vào năm 2020 thì một học viên cao học tại Mỹ tên là Kai Atkins Wellman đã mua 4 hóa thạch trên mạng cho một dự án của lớp với giá $5,000, và ban đầu anh nghĩ rằng chúng thuộc về một loài khủng long đã biết là Azuwaili. Tuy nhiên khi xem xét kỹ thì anh nhận thấy những hóa thạch này đến từ một loài chưa biết, tuy có họ hàng với Anzu nhưng là những loài khác nhau. Sau khi nghiên cứu kỹ thì Kai xác định đây là một loài mới, đặt danh pháp cho nó là Eoneophron infernalis, có nghĩa là thần kê bình minh của Pharaoh đến từ địa ngục. Nó cùng Anzu thuộc họ Canaenatidae, gồm những loài khủng long từ nhỏ đến trung bình có ngoại hình giống đà điểu đầu mèo. Anzu to và nặng hơn, khoảng 200-300kg, còn Eoneophron thì nhỏ hơn, chỉ khoảng 78kg. Gian bay long ultimus. Kiếm long là một nhóm khủng long nổi bật của kỷ Jura, nhưng chúng dần biến mất khi bước sang kỷ phấn trắng, và gian bay long ultimus, loài kiếm long được tìm thấy tại hệ tầng Tả Vân, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là một trong những kiếm long hiếm hoi tồn tại đến đầu kỷ phấn trắng. Mẫu định danh là một bộ xương không hoàn chỉnh, được khai quật tại làng Mã Đảo Đầu, huyện Tả Vân, thuộc thành phố Đại Đồng. Những gì còn lại bao gồm xương cùng, xương chậu, xương ngồi bên trái, xương mu bên phải, 7 đốt sống lưng và 1 đốt sống đuôi. Tên chi gian bay long có nghĩa là rồng nhạn bắc, đề cập đến địa điểm khai quật nằm ở phía bắc nhạn môn quan. Tên loài ultimus có nghĩa là cuối cùng trong tiếng Latin, ý muốn nhắc đến việc gian bay long có thể là một trong những thành viên cuối cùng của dòng dõi kiếm long. Mincaria bata. Có thể nói trong vòng vài năm trở lại đây thì Maroc đã trở thành một điểm sáng cổ sinh với nhiều phát hiện thú vị, và trong năm 2024 thì chúng ta có Mincaria bata, một loài khủng long mới thuộc họ khủng long mỏ vịt Hadrosauridae, với hóa thạch gồm các mảnh xương sọ không nguyên vẹn được tìm thấy tại bồn địa Ouled Abdoun ở Maroc. Chúng có niên đại phấn trắng muộn, tức khoảng 68-66 triệu năm trước.
Mincaria có kích thước trung bình, chỉ dài khoảng 3,5 m. Danh pháp hai phần của con khủng long này được lấy hoàn toàn từ tiếng Ả Rập, trong đó tên chỉ Mincaria có nghĩa là mỏ sừng, còn Bata có nghĩa là vịt. Điều đặc biệt là hóa thạch của Mincaria được phát hiện trong môi trường trầm tích đại dương, nơi hóa thạch của các động vật biển như cá, cá mập, thường long và bò sát biển khác chiếm ưu thế. Rioja Venatrix Lacustris. Sau Protalitis vào năm ngoái thì Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy nước này vào thời đại khủng long là thiên đường của các loài đại long xương gai, với phát hiện mới mang tên Rioja Venatrix Lacustris. Tên chi Rioja Venatrix có nghĩa là thợ săn Rioja, theo tên của tỉnh La Rioja ở Tây Ban Nha. Tên loài Lacustris có nghĩa là đến từ hồ. Mẫu định danh của Rioja Venatrix bao gồm một đốt sống lưng không nguyên vẹn, đai chậu và các thành phần của chi sau. Chinchia Dongxingensis. Một loài khủng long mới được đặt tên theo cộng đồng người Kinh ở Trung Quốc, đó chính là Chinchia Dongxingensis. Tên chi bắt nguồn từ chữ Kinh theo âm tiếng Trung, tức Trình, và tên loài đề cập đến địa danh Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, nơi phát hiện hóa thạch cũng có đông người Kinh sinh sống. Mẫu định danh của Chinchia bao gồm các đốt sống không hoàn chỉnh ở lưng, xương cùng, đuôi, hai xương khuỷu tay và xương đùi bên phải. Hóa thạch được khai quật từ hệ tầng Đông Hưng và được xác định có niên đại Jura muộn khoảng 161 đến 145 triệu năm trước. Trong phân tích phát sinh loài thì các tác giả của nghiên cứu mô tả Chinchia Dongxingensis xác định loài này là một thành viên phân hóa muộn của họ Mammenchisauridae. Datai Yingliangis. Đây là một loài giáp long đuôi chì có niên đại phấn trắng muộn, với hóa thạch được khai quật từ những lớp đá thuộc hệ tầng châu điền ở tỉnh Giang Tây. Loài mới này có danh pháp khoa học là Datai Yingliangis, trong đó tên chi Datai được ghép từ các chữ cuối trong hai cụm từ tiếng Trung, đó là Thông Đạt và An Thái. Còn tên loài Yingliangis là để ghi nhận đóng góp của tập đoàn Anh Lương vì đã có cùng tham gia khai quật và lưu giữ hóa thạch. Điều độc đáo ở phát hiện này đó là một hóa thạch đôi, gồm bộ xương không hoàn chỉnh của hai con khủng long vị thành niên có lứa tuổi không đồng nhất, con này nằm gối đầu lên con kia. Hesperornis martinotomosaurum. Loài khủng long có cái tên đọc muốn lẻo lưỡi này là loài mới thuộc nhóm khủng long chân chim, hay cụ thể hơn là một thành viên của nhóm Iguanodontia. Hesperornis martinotomosaurum được xác định từ hóa thạch của một bàn chân gần như hoàn chỉnh, được khai quật vào năm 2021 từ một vỉa đá nằm trên bờ biển Porto Dinheiro, thuộc hệ tầng Lurinha có niên đại 150 triệu năm trước. Tên chi Hesperornis có nghĩa là móng vuốt phương Tây, ý chỉ việc nó được tìm thấy ở khu vực phía Tây của Bồ Đào Nha. Còn tên loài dùng để vinh danh hai chuyên gia xử lý hóa thạch Miquel Martino và các là Alessandro Thomas. Chakisaurus necun. Chakisaurus necun là loài khủng long chân chim cỡ trung bình với hóa thạch được tìm thấy trong hệ tầng Huincul ở Argentina, bao gồm các xương không nguyên vẹn như đốt sống lưng, xương cùng, đốt sống đuôi, xương đùi và xương mác. Tên chi Chakisaurus kết hợp giữa Chaki, một từ trong tiếng thổ ngữ Argentina có nghĩa là lạc đà cụ, còn tên loài necun có nghĩa là nhanh. Phân tích phát sinh loài của nhóm nghiên cứu đặt Chakisaurus necun và nhóm Elasmaria, một nhóm khủng long chân chim được tìm thấy trong các lớp trầm tích kỷ phấn trắng tại Nam Mỹ, Nam Cực hoặc Úc. Hầu hết đều di chuyển bằng hai chân, trừ một số di chuyển bằng bốn chân nhiều hơn. Udelatitan celester. Udelatitan là một chi khủng long hộ Pháp thuộc siêu họ Santasauroidae, vừa được công bố từ những hóa thạch khai quật tại Uruguay. Hóa thạch của Udelatitan được tìm thấy vào năm 2006 trong trầm tích của hệ tầng Guishon thuộc tỉnh Paysandú của Uruguay. Tên chi có chữ Udela vốn là cách viết tắt của trường đại học nơi cất giữ các hóa thạch của loài khủng long mới này, còn Titan có nghĩa là người khổng lồ. Tên loài Celester có nghĩa là bầu trời xanh, dùng để chỉ màu cờ cũng như màu áo của các đội tuyển thể thao Uruguay. Ước tính loài khủng long này có chiều dài từ 15 đến 16 mét. Thyreosaurus atlasicus. Đây là một loài kiếm long mới rất độc đáo của niên đại Jura giữa được khai quật từ Maroc. Thyreo trong tên chi có nghĩa là khiên chắn trong tiếng Hy Lạp, còn tên loài Atlasicus dùng để chỉ dãy núi Atlas tại Maroc. Dù là kiếm long nhưng nó sở hữu bộ giáp da độc đáo có thể so sánh với các loài giáp long xương kết, bao gồm các tấm phiến được đặt đối xứng và nằm nghiêng thay vì dựng thẳng đứng như các loài kiếm long khác. Phân tích phát sinh loài cho thấy Thyreosaurus là một thành viên thuộc phân họ Dacentaurinae trong họ Stegosauridae. Vừa rồi là toàn bộ 13 loài khủng long mới trong quý 1 năm 2024. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên tặng cho kênh một đăng ký nếu thấy video hay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.